rồi. Nhưng mà em cứ đứng bên kia, đứng bên kia cầu là được rồi. Em mới nghe nè, hồi đi đầu cầu cầu bên này nè, đúng không? Đúng dưới dốc cầu đúng không? Đứng ngay 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 cái cầu mà ngay cạnh có cái đường bên công cầu đi á là nhà dân. Nếu mà bán hướng bên đây thì quá đẹp nè hả? Đứng trên cầu mới được. Sẽ bắt bên đây. Đứng trên cầu bên kia. Đứng dưới. Đứng trên cầu bên kia chứ đứng dưới là đâu được. Chỉ còn vài giây nữa thôi quý vị, sẽ đến màn bắn pháo hoa chào đón lễ 30/4/1 đó. Ở bên đây mất tiêu rồi. Rồi không thấy luôn. Đi qua đây hoa, qua đây hoa. Năm nay có cái máy gì đây này quý vị? Từ bên đó chạy qua bên đây. Đến đâu bắn cao hả? Bắn thấp kia hả? Trên tim quá trời, quá trời luôn. Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Đó.
đây có chút xíu là tắt rồi. Đó.
sao. Rồi hết rồi quý vị ơi. Chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ bên người thân và gia đình thật là vui vẻ nha, ấm áp. Chắc là tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip bán pháo hoa tối đêm nay. Cảm ơn quý vị. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.